chú heo đất Tuệ Tuệ biểu tượng cho tinh thần tiết kiệm và lòng yêu thương. Từ những ngày đầu năm học, một cư dân đặc biệt đã xuất hiện tại lớp học của chúng ta, đó là chú heo đất Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ không chỉ là một chú heo đất bình thường, mà còn là biểu tượng cho tinh thần tiết kiệm và lòng yêu thương của mỗi bạn học sinh lớp 4A1. Chú heo đất Tuệ Tuệ có thân hình tròn trịa, màu xanh lá cây tươi mát, trông vô cùng đáng yêu. Nụ cười luôn nở rộ trên khuôn mặt chú như muốn cổ vũ, động viên chúng ta mỗi ngày. Ngôi nhà của chú được đặt trang trọng trong tủ tài liệu của cô giáo, thu hút mọi ánh nhìn của học sinh trong lớp. Nguồn thức ăn của Tuệ Tuệ vô cùng phong phú và đa dạng. Đó là những đồng tiền lì xì đỏ thắm đầu năm mới, tiền bán giấy vụn sau giờ dọn dẹp lớp học, tiền khen thưởng các giải thi đua, tiền bán vé xem phim do ban phụ huynh lớp tổ chức, tiền làm bao lì xì của mỗi thành viên trong dịp Tết Nguyên đán, hay thậm chí là tiền từ những chai lọ nhựa sau buổi liên hoan. Mỗi đồng tiền, dù là lớn hay nhỏ, đều được chúng ta bỏ vào Tuệ Tuệ với niềm vui và sự tự hào. Tuệ Tuệ không chỉ là nơi cất giữ những đồng tiền lẻ, mà còn là biểu tượng cho tinh thần tiết kiệm và lòng yêu thương của tập thể lớp. Mỗi khi nhìn vào Tuệ Tuệ, chúng ta lại cảm thấy vui vẻ và tự hào vì đã cùng nhau vun đắp một kho báu chung. Sau một năm học đầy cố gắng và nỗ lực, Tuệ Tuệ đã bội thực với số tiền lên đến 7.385.000 đồng, một con số vô cùng ấn tượng. Với mong muốn thể hiện lòng biết ơn và báo hiếu cha mẹ, một phần số tiền thu được đã được các bạn nhỏ mang về tặng mẹ nhân dịp cuối năm. Đây là món quà ý nghĩa, thể hiện sự trưởng thành và lòng hiếu thảo của các em học sinh. Phần còn lại của số tiền sẽ được dùng vào hoạt động từ thiện. Lớp chúng ta dự định sẽ mua sách vở, đồ dùng học tập và quà tặng cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi và Viện Huyết học. Chú heo đất Tuệ Tuệ món quà nhỏ bé nhưng mang theo giá trị to lớn về tinh thần. Tuệ Tuệ là minh chứng cho sự đoàn kết, ý thức trách nhiệm và lòng nhân ái của tập thể lớp. Cùng chung tay, nuôi dưỡng Tuệ Tuệ mỗi ngày, chúng ta không chỉ học được cách tiết kiệm mà còn gieo mầm cho những trái tim biết yêu thương và chia sẻ. Hơn cả một chú heo đất, Tuệ Tuệ là người bạn đồng hành, là bài học quý giá và là niềm tự hào của tập thể lớp 4A1. Tuệ Tuệ sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi học trò của chúng ta. Ngày hôm nay em vui lắm, cầm heo trên tay em ngắm, làm sao cho em mau lớn, làm sao cho em mau lớn, heo không cần ăn cơm, heo không đòi ăn cá, heo chỉ cần em bế trên tay, em không thèm mua kem, em không thèm mua bánh, em để dành cho heo, em liền xây heo đất 200 mỗi ngày. Con số của chúng ta là bao nhiêu? 7 điểm.
xong